Kênh của mình và mình là Định Nguyễn Lân. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về loại game như Minecraft. Cái đầu tiên nó sẽ là cái ứng dụng này nha. Chúng ta có thể lên CH Play tìm như FreeCraft. Đây, nó áp dụng cho cái đầu tiên này. Đó, mình không đùa nữa nha. Cái này là Minecraft. Đây là LucyCraft Free Episode. Đây. Đó. Mình không lừa. Ok. Tiếp theo là trò thứ hai. Trò tình hình bình điên. Đó, trong này. Các bạn đợi kia nó tại về. À, rồi xong rồi thì hỏi nhé. Ờ, chờ gì ta. Đánh giá cho mình này. Thôi, không cần chỗ này đâu, lên chỗ này xem nào. Đây, cho đứa bà nhé, đây là trò cuối cùng. Cho hai đứa, đây trò cuối cùng nhé. Mà mình muốn các bạn chơi nó như Minecraft. Trò Warcraft. À nhầm. Chính xác là trò vua bình định. Hình như nó đã bị xóa con mẹ rồi. Với cách về lòng mình vào game chơi. Nhưng khi tải về là FreeCraft PE. Nhưng khi vào game nó lại là FreeMinecraft PE. Ok. Full giáp luôn này, hai con luôn.